Chào các bạn, chào anh Trương. Video này em muốn gửi đến anh Trương. Anh có đặt bên em một cái nhẫn đúc màu đá theo phong thủy của anh. Hôm nay bên em đã làm xong. Em muốn quay cho anh xem trước khi em gửi hàng ạ. Để em quay gần để anh Trương xem nhé. Đấy, em quay gần để anh Trương xem kỹ nhé. Anh Trương ở trường tiểu học Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Anh có đặt bên em một chiếc nhẫn đúc bạc ta màu đá theo phong thủy của anh đây ạ. Đấy, hôm nay bên em đã làm xong và em muốn quay cho anh xem trước khi gửi hàng. Chiều nay em gửi hàng thì đến Khánh Hòa chắc là phải mất 5 ngày. Anh Trương để ý số điện thoại nhận hàng giúp em nhé. Cảm ơn anh Trương đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Chúc anh và gia đình sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Các bạn trên mọi miền Tổ quốc, ai yêu thích mẫu nhẫn này hoặc là cái mẫu nhẫn nào khác thì liên hệ với mình số điện thoại 079 609 6717. Mình sẽ gửi ảnh cụ thể cho các bạn qua Zalo. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.